Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chuyên đề Lao động Thương binh và Xã hội số tháng 8 năm 2023 do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh thực hiện. Trong chuyên đề này sẽ có những nội dung chính sau đây. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tập trung hỗ trợ giải quyết việc làm, các chế độ chính sách đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Tập trung nguồn lực phấn đấu đưa A Lưới thoát khỏi 174 huyện nghèo quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác lao động, người có công và xã hội, bảo hiểm xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và đại diện các trung tâm, phòng, ban chuyên môn của sở. Trong 6 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, thời gian, chất lượng. Cụ thể, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm và tạo việc làm cho hơn 10.000 người lao động, đạt 62,24% so với kế hoạch năm. Có 1.240 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đạt 62% kế hoạch. Từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 15 phiên giao dịch việc làm. Các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng được thực hiện kịp thời và đầy đủ. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn được quan tâm. Để phát huy kết quả đạt được, hội nghị đã triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023, trong đó tập trung hỗ trợ giải quyết việc làm, thu hút lao động tìm kiếm việc làm, mở rộng thị trường, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, quan tâm tạo điều kiện ưu tiên hỗ trợ cho người có công, thân nhân người có công, có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận các nguồn lực phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội, nhất là người dân, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong giảm nghèo bền vững, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, xử lý các khó khăn vướng mắc trong việc triển khai chương trình để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đã được giao trong năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, là một địa phương luôn dành nhiều sự quan tâm đến công tác phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2030, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 với nhiều điểm đáng chú ý. Theo quy hoạch, Thừa Thiên Huế sẽ dành hơn 372 hectare đất phát triển các dự án nhà ở xã hội đến năm 2025 và đến năm 2030 là hơn 400 hectare. Theo đó, chỉ tiêu phát triển nhà ở tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025 được điều chỉnh, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 27 m2 sàn một người. Đến năm 2030, diện tích sàn xây dựng mới tăng thêm khoảng 6.493.353 m2 sàn. Đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chấp thuận đầu tư cho 8 dự án nhà ở xã hội và đang có chủ trương kêu gọi đầu tư 5 dự án. Trong đó có 4 dự án nhà ở xã hội độc lập đã được chấp thuận đầu tư giai đoạn 2010-2014. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã hoàn thành 3 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp với 1.242 căn hộ, đạt 30% mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2021-2025. Hiện tỉnh đang triển khai đầu tư xây dựng 7 dự án, trong đó có 5 dự án cho người có thu nhập thấp với quy mô 6.386 căn hộ, 2 dự án nhà ở cho công nhân với 4.160 căn hộ. Từ ngày 14 tháng 8, nhiều địa phương trên cả nước đồng loạt chi trả lương hưu tháng 8 theo mức mới cho người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Tại Thừa Thiên Huế, Bảo hiểm xã hội đã phối hợp với Bưu điện tỉnh chính thức chi trả lương hưu tháng 8, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của tháng 8 và truy lĩnh phần tăng của tháng 7 theo mức lương hưu mới đến tay người thụ hưởng. Tại kỳ chi trả tháng 8, Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo mức hưởng mới cho gần 33.000 người, với tổng số tiền chi trả gần 181 tỷ đồng. Theo đó, số tiền truy lĩnh gần 22 tỷ đồng. Để kịp thời chi trả theo kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tập trung nhân lực, làm việc kể cả ngày nghỉ để ra soát và cập nhật phần mềm quản lý chi trả cho các đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng, lập và chuyển danh sách chi trả theo đúng quy định, đồng thời phối hợp với Bưu điện tỉnh để cấp kinh phí và có kế hoạch tổ chức chi trả lương hưu kịp thời theo mức hưởng mới. Nhằm đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng của kỳ chi trả tháng 8 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa ban hành công văn thống nhất chủ trương của Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8 năm 2023 và truy lĩnh số tiền chênh lệch tăng thêm của tháng 7 năm 2023 theo mức hưởng mới.
đồng thời yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh thống nhất phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với người được hưởng, đảm bảo công tác chi trả kịp thời, an toàn, đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, là 174 huyện nghèo của cả nước, đời sống của người dân ở vùng cao A Lưới đang còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Dù hàng năm tỷ lệ hộ nghèo ở đây có giảm nhưng vẫn ở mức khá cao. Các cấp chính quyền đã và đang nỗ lực để giải bài toán thoát nghèo cho A Lưới, đáp ứng các mục tiêu chỉ tiêu mà nghị quyết 54 của Bộ Chính trị đã đề ra, góp phần đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Gia đình anh Karen Hưng là một trong những hộ có ý chí vươn lên thoát nghèo bền vững ở xã A Ngo, huyện A Lưới. Với sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, anh Hưng mạnh dạn vay 30 triệu đồng triển khai mô hình chăn nuôi bò. Sau một thời gian chăn nuôi, đàn bò của anh giờ đã tăng về số lượng lên đến hàng chục con, đem lại thu nhập ổn định cho gia đình. Từ cái cảnh trước đây hộ nghèo, cận nghèo thì hiện tại cũng giàu thì chưa nhưng cũng cơ bản đã vượt qua cái cảnh hộ nghèo trước đây. Thì bây giờ hai vợ chồng thì có đàn bò về cũng nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và rồi của chính quyền địa phương cũng có mua thêm cái dàn mãi sát để phục vụ công việc vừa vợ vừa chồng, để chồng đi chăn thì vợ ở nhà để đảm bảo cho cuộc sống trong gia đình. Việc tạo sinh kế và giải quyết việc làm thì ngay từ đầu năm là xã đã ban chỉ đạo giảm nghèo của xã đã phân công cứ mỗi tổ chức hội là về phụ trách của một thôn là triển khai họp bà con nhân dân là mình sẽ lập ra cái phương án giảm nghèo cho từng hộ cụ thể là thiếu hụt chỉ tiêu nào thì phấn đấu giảm chỉ tiêu đó. Và trong quá trình thực hiện thì các tổ chức đoàn thể của xã cũng như các mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ hộ nào, tức là từ khi có phương án là sẽ giảm nghèo cụ thể và bảo đảm bền vững cho từng hộ cụ thể luôn. Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững huyện A Lưới đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các chính sách dự án giảm nghèo. Với quan điểm xác định rõ nguyên nhân nghèo và có phương án thoát nghèo theo địa chỉ cụ thể cho từng hộ nghèo. Trên cơ sở kế hoạch phân bổ chỉ tiêu của Ban chỉ đạo giảm nghèo bền vững tỉnh, huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo cho các xã thị trấn giai đoạn 2022-2025. Việc hỗ trợ hộ nghèo được triển khai từ nhiều nguồn lực như ngân sách nhà nước, vận động xã hội hóa, lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Trong rừng thì tăng thêm thu nhập hộ gia đình, trong như vừa rồi là bán một hecta bình quân rẻ là 60-70 triệu, rồi là bò thì trong năm nay thì bán được 3 con thì cũng trung bình 45-50 triệu, thế là thấy cũng thu nhập dần của hộ gia đình. Trong thời gian tới, vận dụng 3 chương trình mục tiêu quốc gia, huyện A Lưới quyết tâm phấn đấu. Năm 2023, A Lưới đặt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 26,12% vào cuối năm. Đến năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 12%. 4 xã và 3 thôn đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn, thoát khỏi 1 trong 74 huyện nghèo nhất toàn quốc giai đoạn 2021-2025. Trong thời gian qua thì huyện là lồng ghép các chương trình để thực hiện tốt công tác giảm nghèo. Để thứ nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 2 là chương trình 1719, 3 là chương trình giảm nghèo bền vững. Hiện nay các chương trình là song song đang thực hiện ở tại các xã, đặc biệt là hỗ trợ về sinh kế để người dân lao động. Thứ hai là theo tiêu chí về nhà ở, hiện nay là đã tiếp tục triển khai và đạt hiệu quả phải là tương đối cao. Với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất, tăng thu nhập, gắn mục tiêu của chương trình giảm nghèo với mục tiêu chương trình xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, huyện miền núi A Lưới đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo, cận nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển, góp phần vào mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 1999, Trung tâm Dạy nghề Hy vọng tại số 20 Nhật Lệ là một trong những cơ sở đào tạo nghề dành cho người khuyết tật thành phố Huế. Hơn 25 năm phát triển, từ ngôi nhà này, hàng trăm người khuyết tật được dạy nghề và đã tự tạo dựng công ăn việc làm cho mình. Và trên hết, họ đã kết nối với nhau bằng tình yêu thương, cùng nhau xây dựng một ngôi nhà gắn kết, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội. Ở một góc nhỏ trong Trung tâm Dạy nghề Hy vọng số 20 Nhật Lệ,
một nhóm các bạn trẻ đang nhào nặn đất sét để chuẩn bị cho một đợt nung gỗ mới. Dù thao tác vẫn còn vụng về, một vài bạn còn khó khăn trong vận động, nhưng nhờ sự hướng dẫn tích cực của các thành viên trong trung tâm, cùng với những nỗ lực không ngừng nghỉ, sản phẩm của các bạn làm ra vẫn đầy đủ sự tinh tế, sáng tạo của một sản phẩm gốm nung. Nhiều năm trước, nghệ sĩ gốm người Pháp Oliver West đã dành thời gian để dạy cho các em học viên tại Trung tâm Dạy nghề Hy vọng về kỹ thuật làm đồ gốm Raku độc đáo. Không chỉ làm ra các sản phẩm gốm để bày bán, trung tâm còn thường xuyên tổ chức cả buổi workshop về gốm cho những học viên có nhu cầu. Đây là một cơ hội tốt cho những học viên khiếm thính và chậm trí tuệ có thể phát huy được hết tính sáng tạo của mình. Có thể nói, cùng với gốm Raku, thủ công mỹ nghệ là thế mạnh của cả học viên ở Trung tâm Hy vọng. Ở đây, các học viên còn tận dụng vỏ mì tôm, vỏ kẹo để đăng thành những sản phẩm đẹp mắt, có công năng sử dụng cao như phin cà phê, ly đường viết, ghim, móc khóa, cũng như các vật dụng để trang trí và đã được khách du lịch trong và ngoài nước đón nhận. Với cái sự nỗ lực của cái đội ngũ ở đây cũng như cái sự đồng hành của tất cả nhiều người, đó là một cái phần không thể thiếu được. Với là trong xã hội là những người mà hỗ trợ giúp đỡ cho trung tâm hy vọng là cũng quá là nhiều để trung tâm có thể làm được những cái việc là cũng như là những cái dạy nghề được cho những đối tượng này là cũng giống như là làm được những cái kỳ tích tuy là nhỏ nhưng mà cũng như là những cái kỳ tích mà đã làm được đó là họ đã có được cái nghề và họ có thể làm được nhiều cái việc mà đáp ứng được với cái nhu cầu của xã hội, của các cái đơn vị, chứ không phải là học nghề ra để mà làm việc như là làm việc để cho có, hoặc là mình bán hàng ra với cái tính chất từ thiện, mà ở đây là phải là hướng cho các em là làm việc với cái cách chuyên nghiệp. Các sản phẩm tái chế không chỉ được bày bán ở nhiều cửa hàng mà còn thu hút các học sinh từ nhiều trường đến trải nghiệm. Qua những buổi sinh hoạt cùng nhau thực hiện các sản phẩm từ vật liệu tái chế, các em học sinh không chỉ học được cách bảo vệ môi trường mà còn được gắn kết, sẻ chia cùng các bạn học viên khuyết tật, qua đó hình thành nên những đức tính tốt để phát triển nhân cách sau này. Ngoài việc các cháu được học tiếng Anh về chuyên môn, các cháu rèn luyện được kỹ năng thì đây là những hoạt động mà các cháu có thêm sự sẻ chia và biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân mình, với gia đình, với xã hội. Và khi mà phát triển lên, hình thành lên nhân cách và phát triển lên trở thành những vị công dân toàn cầu, những cái đứa bé trưởng thành, thì những cái hoạt động này rất là quan trọng, sẽ giúp cho các bé được hoàn thiện được nhân cách của mình cũng như là có sự lan tỏa và sẽ giúp cho cái xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Từ năm 1999 đến nay, trung tâm đã đào tạo 49 khóa học cho hơn 1.500 học viên với các nghề chính: may mặc, nghề thủ công mỹ nghệ và nghề dệt, nghề gốm. Sau khóa học, một số học viên đã được tạo việc làm tại trung tâm và đa số đã có việc làm tại các công ty may mặc ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh thành khác. Hầu hết trong số họ đã kiếm được thu nhập và thay đổi được cuộc sống. Hiện tại có 45 lao động khuyết tật không có khả năng tìm việc làm ở các nơi khác đang làm việc tại trung tâm Hy vọng và mô hình việc làm ACO tại huyện A Lưới. Nhiều học viên đã xem đây là ngôi nhà của chính mình với đầy đủ sự yêu thương. Em là người đi trước thì những bạn ở sau thì em sẽ cố gắng và nỗ lực hơn nữa để em sẽ bày vẽ và sẽ chỉ dẫn cho các bạn ở sau còn có hoàn cảnh giống như em và các bạn có thiếu may mắn hơn em, thì em hứa em sẽ cố gắng thật nhiều để cho cả các bạn được cũng được là mong muốn giống như em, cuộc sống mong muốn giống như em. Ổn định nhất phải kể đến nghề may, các sản phẩm đồng phục cho học sinh các trường học, bệnh viện, trang phục bảo hộ lao động, đáp ứng nhu cầu cho các nhà máy xí nghiệp trên địa bàn tỉnh và các tỉnh thành khác. Nhờ vào nỗ lực tìm kiếm đầu ra, các học viên cũng sản xuất các mặt hàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng như may túi xách, ví. Đây là ngành nghề chính giúp các học viên có thu nhập cao, bền vững và ổn định trong các nhóm nghề. Trải qua nhiều năm khó khăn cùng những nỗ lực trong việc xây dựng và phát triển, Trung tâm Hy vọng đã trở thành một trung tâm đào tạo nghề, đào tạo kỹ năng và giải quyết việc làm bền vững cho người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn và dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối với nữ giới. Với mô hình này, trung tâm đã giúp họ có được sự tự tin, hòa nhập cộng đồng, bình đẳng trong xã hội. Cái mong muốn của trung tâm là làm thế nào đó để cho cuộc sống họ được thay đổi và những cái việc mà họ đóng góp cho xã hội thì là cũng phải được xã hội nhìn nhận và thấy được cái vấn đề là người khuyết tật cũng có thể làm ra được những cái việc như người bình thường. Và cuộc sống của họ cũng như những người bình thường.
xóa đi cái rào cản giữa cộng đồng đối với người khuyết tật. Và trong 25 năm hoạt động của mình thì trung tâm hy vọng là cơ bản cũng đã làm được cái vấn đề đó. Đó, mặc dù là chưa to lớn nhưng mà cũng đã phần nào đóng góp được cho là giúp đỡ cho người khuyết tật, là đã xây dựng được một cái thương hiệu cho người khuyết tật. Trong hơn 20 năm qua, bên cạnh những nỗ lực của mình, trung tâm cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương, các tổ chức phi chính phủ và nhà tài trợ trong và ngoài nước. Hàng năm, trung tâm còn đón nhận các sinh viên khoa công tác xã hội của trường đại học khoa học đến thực tập, trải nghiệm thực tế. Điều ý nghĩa nhất bên cạnh việc tạo dựng việc làm cho người yếu thế là trung tâm còn sử dụng nguồn lợi nhuận từ các hoạt động để chuyển cho Đại học Y Dược, mổ tim cho gần 300 trẻ em nghèo trên địa bàn tỉnh. Sẻ chia và lan tỏa yêu thương, đó là những giá trị lớn nhất mà trung tâm hy vọng luôn gìn giữ và phát triển trong hơn 20 năm hoạt động. Chuyên đề lao động và xã hội số tháng 8 đến đây xin được kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề tháng sau.